Dạ xin chào quý diễn giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại Khương Dừa đang có mặt ở ấp 1 xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ là 3 giờ chiều. Mấy anh em Khương Dừa nay không có làm việc gì hết trơn á, cho nên là rủ nhau đi bắt cá ở nhà của anh Tèo. Cái ao cá ảnh nhiều cá lắm mà con bác. Ủa nữa với anh ta xuống rồi hả? Giờ mấy anh em mình xuống hả? Xuống đâu? Để vô. Có đồ có gì dạ, bắt không? Xuống đây xuống. Đó, đây là đây, đây là Tèo. Anh chủ ao. Phong Tôm. Đây là Đông. Còn ngoài kia nữa với anh Tam. Đấy. Đây bữa anh Tèo với lại anh Tam với nữa với cũng có phụ Khương Dừa bán kiển nữa. Xuống nha. Xuống hả? Anh xuống đi. Đi. Xuống không? Xuống chứ, để xuống đi đi. Nó không có quần đâu anh. Mò đâu rồi em nữa? Có gì không? Lấy cái đó đựng cá nữa. Có không? Ừ, dùng đó đó. Dùng đó đó. Không có cái gì đựng hả? Anh Tèo lấy cái thao cho mượn anh Tèo. Cái ao ảnh nhiều cá lắm mà có. Lúng anh quậy ơi. Lúng hả? Lúng á. Nó lúng á. Giờ ở đây đi, kêu Phong bắt. Không, nó lúng ngang ngực nè, anh đi được không? Đi đi mày, đi qua đây. Ừ, sợ anh cầm anh dở không lên á. Nè em đi còn không lên nữa mà. Có gì tao nhờ Phong Tôm nó quay. Ồ, có áo Phong Tôm luôn ghê. Trời ơi, nó lúng ông thần thiên địa ơi. Trời trời trời, lúng nguyên con luôn. Mày đi qua trước đi. Lúng qua đầu luôn. Mày bơi qua trường, quá trường dễ hơn lội. Ôi ơi, cá dữ thần vậy trời, giờ với mấy ba. Ôi, ôi, coi chừng nó chui háng á. Có không? Có không? Có. Cao này hôm bữa anh dọn cỏ một lần á, sau dịch á, Khương Dừa với lại mấy anh em với Phong Tôm với nửa qua đây mà, Phong Tôm với nửa phụ dọn, Khương Dừa rồi Khương Dừa quay. Sau dịch á. Đợt đó anh tính bán cho Dừa mà người ta mua, người ta nói chia nhiều đợt quá cho nên là không bán. Ủa, cá bơi nè, có lợi nè. Wow, wow, diễn cá dân cá cha hả? Cá cha gì mà nó ốm như con cá hố vậy? Xuống anh Tâm cho nó ăn cá, nó canh nhát. Cá cha bị Covid. Mùa Covid quá, không có cho gì nó ăn, nó ôm vô, nó dách luôn rồi. Ủa, vậy đi về sao bắt được con gì vậy? Trời ơi, nó ngang mồi luôn á. Ủa, cái này không có... Ủa, Phong ơi, coi chừng nước vô cái kia nha Phong. Dạ. Nước vô cái đồ thú rồi. Ừ, quên, quên. Chưa anh. Ấy, cao lên. Nãy giờ quên dặn em nữa. Quên. Ủa, đây, để tắt nha, để tắt nha. Mày đừng có hộp nha. Lên đắt cho. Rồi hư rồi. Phong Tôm định 6 triệu. Đã bị hư cái thu rồi. 6 triệu rưỡi. Rồi mấy mọi người xuống đi. Tắt đi đừng. Nè, không. Mọi người xuống đi. Ôi dạ. Bỏ này ra được không? Hư phải không? Chết luôn rồi. Trời ơi, nó dòm lên kia một cục cá đằng kia kìa. Nãy giờ đeo cho nó kia nó lặn nó ngập nó tắt rồi. Ta đeo vô mà không để ý. Đi dễ bắt đi. Nó bắt là lấy gì ăn mà, cái gì? Mà để, ăn cái gì? Ơi mà để cái thùng về đâu có mò được cá đâu. Để cho nó đi, ai bắt cá chứ chọi lên đó. Ừ, chứ đâu có mò được đâu. Chọi lên đó nó cũng không có bơi đi đâu được á. Ồ, cái ao này ráo quá. À, nước nó cạn quá trời. Có cá lóc. À, cá nó ăn được đó. Con đó chơi được rồi đó. Con nó hút được cái nữa. Cái gì vậy? Nhỏ. Nhỏ hả? Về là lóng mắm. Cá này là cá thiên nhiên nè. Kêu anh Út anh hợp tác với Khương Dừa mua hết cái ao này về để bán cho bán ngoài chợ mà anh nói cá ốm quá, sợ bán không được. Mà đúng là ăn con cá này nó mới ngon. Cá dưỡng eo. Cá này dưỡng eo nè. Cá này heo thì. Nó sống tự nhiên. Ở đây đâu có gì ăn đâu.
Trời ơi, cái này cái lưới quá nha. Chứ kiểu này chắc bắt không được con nào quá nữa ơi. Này dưới đây cá đồng chứ cũng nhiều quá. Cá lóc nhiều lắm nữa. Rồi. Cá lóc dễ gì? Nữa bắt hay lắm. Ôi ơi, con vớt, con vớt. Cá lóc, bắt cho nó, bắt được, bắt được. Trời ơi, cá lóc bự ghê vậy. Cá lóc mới mập á. Không. Trời ơi, ủng quá nữa ơi. Xuống đồng. Xuống. Đứa cá ngồi thấy ngồi xuống sình ngồi trên bờ không vậy ông ơi. Này đâu có cái lưới gì đâu. Có cái lưới không? Ra kêu mua lưới, chạy kêu đóng chạy mua lưới đi. Mua lưới không? Mua lưới bén mà. Không. Mua lưới bén. Mua lưới bén. Mua lưới bén dính cái trà. Dính cái trà cũng có. Gỡ mạnh lắm à. Mua lưới ba mẹ. Không, mua lưới kéo á, mua cái tờ cái lưới gì mà nó tắt cái là đuổi là nó vô luôn. Ừ, mình có cái lưới lưới đăng á. Giống như lưới đăng á. Rẻ không có dính gì không? Nó có trà trời lá luôn đó. Gì anh? Rồi nó chém anh Tâm xỉu rồi kìa. Chém anh Tâm xỉu kìa. Cấp cứu dẫn đi. Nằm luôn rồi. Vào lúc 3 giờ chiều thứ tư ngày 16 tháng 3 2022, tại ấp 1 xã Phú Tây, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, có một người đàn ông đã cùng với nhóm bạn của mình đi bắt cá, bị cá tra chém nằm xỉu. Những đám bạn không hay giờ vẫn tiếp tục bắt cá, giờ cuối cùng anh đã xỉu. Tới chừng mà bạn bè anh phát hiện thì anh đã tỉnh lại và anh đi lên bờ luôn. Trời ơi, cái này ai quay chắc tao bắt hay lắm à. Anh bắt được con cá nè. Cá gì? Cá phi. Đâu? Wow, con rô phi. Ừ, cái này ngon nè. Để lên, không thể là thấy lên bờ luôn. Cái gì? Cá rô hả? Cá rô đồng. Mấy bi đâu bằng tao, tao bắt được cá thác lát nè, bự ghê chưa? Ghê vậy? Đâu bằng tao bắt được cá thác lát nè. Càng nhiều càng nhiều cá càng tốt. Cái gì vậy? Trời ơi, cá lóc gì nướng chua mới ngon ấy. Nó chúi vô quần tao một con rồi nè. Trời ơi, nó phai nó bay. Nó chém tao thiệt mày ơi. Chém thiệt hả? Nó chém thiệt. Thôi. Cái tra nó không ngon hơn nữa. Lưới mà mình chặn xuống hồi mình đùa. Thôi. Con quỷ. Con gì vậy? Cá tra, cá tra thôi. Cha bỏ nó đi. Qua bên cậu nữa mấy cô cá lóc. Cậu Tư băng qua đây nè cô Tư. Băng qua đây. Băng đây cản anh ơi. Băng qua đứng đây nè, quay mà anh đi, anh bắt cho nó coi coi. Nó cá dở quá. Không có đường nào ngoài cách lội qua đây hết. Con gì vậy? Trời ơi. Trời ơi ông thần ơi. Giỡn hoài, bắt đi. Không gì vậy? Con sắt hả? Hả? Giặt xong buông luôn hả? Khiên qua kìa, thằng nắm đầu thằng nắm đuôi nó khiên qua để nó lúng. Ơi, lúng gì vậy? Lúng gì lắm, nó nặng quá mà. Ơi, càng. Xuống luôn đâu, bắt không? Đứng
thì thái thái về mà không mới lột quần ra mày bắt đi. Lung quá. Trời ơi. Lên. Nó nhỏ quá à. Ê, thiệt luôn á, lung. Cậu Tư nó không quen với địa hình sông nước. Đó, lên đây hết rồi. Đó là hết rồi. Đây rồi đứng đây đi, tôi quay tôi bắt cho coi. Quỷ thần ơi. Dí dí họ cái thả lên cạn á. Ơi, ui, ui, chặn đầu nó đi. Cho nên nó chém cái ngọn cỏ. Quay luôn. Trời. Sợ quá hả? Sợ quá ơi. Chú đang thịt luôn á. Đây. Không ơi, quá trời, không ơi. Chứ là dưới nước khó khăn lắm. Nó chém nó con gà. Có ngạnh nó mà con bắt. Đây, đây, đây. Nè, nè, bò lên. Đây nè, không, mày đầu kia, tao đầu này phóng lại. Ở đó nó trường trường như cá mập hả trời. Mày đâu tao đâu. Nhiều lắm. Cá này mấy tấn mà. Xong luôn. Dính cá lóc rồi về mình nướng tôi. Cái ta mình làm nồi mắm. Chín chưa? Chưa. Lợi sớm đặng á. Không. Sớm. Dạ. Để kiếm ai coi hợp tác mua tôi đẩy luôn á. Mua luôn hả? Ừ. Hai chục đó, bỏ kêu thương đẩy luôn rồi. Mọi cá thấy sức bệnh thôi. Ừ, muốn bị cá lóc. Bây giờ em mua thì được cái đó mà em ăn đâu hết đâu. Bà con cô bác ai nè, có ai ăn không, không cá này ngon lắm à. Dạ. cá này nó tự nhiên á, nó không có nhiều mỡ. Mới nãy đụng con cá lóc tao thường chúng tao bồn. Ủa nãy là người dưới con cũng đào hả? Hả, dính được con cá bự đó. Con kia rồi, mình lên kia đi. Bày á, dài thằng ngang đi. Bà nói sao chứ cá này không biết uống tăng lực lên mập không á. Nữa nữa. Giang lại ngay chỗ cái đầu đó các em thấy lại đây chứ đừng có qua cái này. Đúng rồi. Cá nuôi quá. Dạ. Các con mà trong dèo sợ. Giờ mình mắc ở đâu anh? Ở đây ông Diêm Phong lùa lên đi để tôi nhìn rừng. Em Diêm Phong đi lùa lên ha. Ở cô kè khúc giữa kìa. Chết luôn ba, nó chết. Ôi. Kìa cứu anh Tam, coi chừng con này nó chém anh Tam chết. Nhỏ quá. Ôi, cá lóc. Cá lóc. Đâu, đâu, đâu. Nó chạy hướng này nè. Đâu. Bắt nó đi. Thì có cá lóc nữa, cá lóc chúng dậy á. Ê, tôi cắn em thôi. Dính không? Dính không? À, nó cắn. Ê, tao hiểu. Ê. Nó mới chuối nè. Có không? Ôi,
thôn ha. Có phi bắt ha. Có phi bắt ha. Ừ, có phi bị bướu ha. Dục con đỏ đi hỏi bắt. Còn nó bự á. Thằng ngán tao không đủ mẹ nó chạy lại về khổ đi đâu tao đó, có phi kìa. Cái gì hồi cà phê mới phóng qua phòng. Nè tao nằm đó, cái giò. Rồi. Rãi giò luôn. Chạy ủ nữa nó chạy như tên á. Chơi cái năm mà không này cái này nó không có dài quá không kiếm cái gì chặt đẳng á anh khoan đi đi hết đầu này cái đã đừng nằm mặt xét nó bún tới xét á ồ ngoào dữ lắm bún cái là phải có đầu chụp mới được. Wow.
Ủa, đuổi nó qua thôi. Trời ơi, có phi. Ở có phi vậy không bắt, bắt cá phi nào. Trời ơi. Nó. Đây nè. Em nuôi kiếm được cái nôm dữ. Có cái đó chụp dễ. Trường kia tao bắt con cá mà đựng như này nó cỡ 5 ký vậy cái đầu đó, rồi tao bắt không có được. Sao vậy? Nó chạy lên kia rồi. Để cái cá. Nó sắp vô anh nữa kìa. Nhìn cái á. Có cá lóc không nữa? Cái này lấy lóc được. Lóc bự quá, bắt không nổi. Cá lóc chỉ cái nôm có bắt được rồi nè. Mày thấy nó chúi luôn. Nó kìa. Nó mà nó bị cái 5 ký. Nó bị cái 5 ký hả? Ừ. Còn nó gần cái gì? Lâu lắm rồi, mới đi bắt cá chuyện này là không có quá trời. Kiếm cá lóc không nữa, chỉ trần nữa kiếm cá lóc thôi, không ai bắt kiếm nữa. Mấy con nữa nó bắt giỏi. Nghe Phong ơi, anh đừng con nó mạnh lắm. Con này chắc ký rưỡi à, nó không đều, phải đều vậy anh bắt cũng được. Uống nước vậy chưa? Uống nước đi. Con ta bự hơn. Ta bự rồi bà con. Này về nấu lẩu mắm là hết sảy luôn. Xịn không? Con không? Con son này đựng không đủ à? Chết sẵn hả? Con đó nãy tao dục á. Trời ơi, nó ốm kìa. Còn xương da con mà. Kệ nó. Nó hút chất nhiều quá. Hút nhiều quá hả? Ừ. Trời con, gì? Con này gì đâu mà nó tệ. Trời ơi, không có đồ ăn á. Mẹ nó hút chất nhiều quá mà. Bỏ vô, bỏ vô. Cứu nó được không? Không. Cứu gì mà cứu. Quen cá là tội ác của Phong á. Nè, ngay đây cũng lụm được con cá rô nè. Hãy vô. Anh ơi. Kia nó con nữa kìa. Ốm quá hả? Tam với Lan nữa bên kia dí qua đi. Ngồi đây chặn hết. Mình chỉ dí qua vô cái góc kia kìa. Đi. Đi không? Nặng lên đây không? Bắt
bắt sao đủ 6 triệu về bán chiều đợi nước. Heo thôi à. Cái mít điện tử mà ăn lặn rồi. Xuống 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 xuống. Quên á. Vô vô vô. Giỏi 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 quá không? Đâu? Sao nói đền 6 triệu của mình hết vui vậy? Heo à. Đi qua đây nè, hai đi cùng hướng nè. Ở đây, ở đây. Hả? Đỡ, đỡ. Ê, ê, tại một bầy ở dưới đây luôn rồi. Đi tới lên đi. Cái vỏ nè, cái vỏ. Một bầy luôn. Đi lên. À, để bắt con này cái. Cây phải lên đi. Nó nằm ở dưới đá. Thôi. Không lẽ cái con quế thú nó bự lắm. Thiệt. Con gì thì bắt lên. Không có tới. Cái đầu nó nằm ở đây nè. Nhanh đi. Từ từ. Ê, con cá lóc. Thiệt không? Thiệt. Đi mẹ rồi. Đi nhanh lên đi tặng cái này nha. Ủa cái này vài bữa nó khô rồi sao nên tạo? Bơm nước bên kia. Bơm nước hả? Lấy mấy cụm cũng không hết, biến nữa. Vàng. Hãy biết lấy cái đầm của vợ theo. Cái đầm nữa hả? Cái đầm lưới của vợ. Kéo. Buộc cái cổ luôn kéo. Ê. Đấm ở đây nè. Trời ơi, kia nhiều sao? Cha nội bên kia làm lao trời không nè. Nhỏ quá. Nãy giờ bắt được cá tan rồi chưa? Đó đó. Con bự. Để điệu không? Ở trên con đó kìa. Đó lên lên hai mắt anh. Ủa cái gì chứ nó đụng lắm chứ nha. Thôi. Nè thôi, chạy 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 một nước luôn nè. Thả luôn. Rồi. Chết nhiều quá, hâu gần nè. Không chết à. Không chết á. Đụng con chứ thôi bắt con về không được. Dưới sao được qua cạn được. Mấy con nó được đó, nó biết được đó. Con bự hả? Đó đó, tám, tám, tám. Đứng chịu. Mắt ta mặt con đó. Con này chơi được nè. Tôi làm bao nhiêu ghe tôi đẩy nó lên bờ luôn hả? Tôi nãy thấy nhiều lắm nè. Đây nè, hàng hà nè. Cà dở là đánh cà. Trời rửa mặt luôn hả? Vậy giờ lại kia cả. Ê, 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 ê. Chết rồi. Thôi, cái con nó lụt.
bên tàu hả? Thấy là nghi nó không? Đúng lắm đó. Thì lụm đây còn có phi này mới được. Với hàng ngang được nè. Này có lưới nãy giờ bắt nhiều quá ha. Đồ có nó lại nó cá nhiều quá nè. Thì mình vừa đi nó lại đó, mình chạy nó hồng đuối. Nè. Hai con về sọc bự cho má nữa. Cho nữa. Về sọc cho bác kia nữa. Này về nấu lẩu mắm ông thầy lên không? Ừ. Mua đầy đủ đồ phải không? Ừ. Nhanh nữa có bự nữa. Tâm nấu. Nè, nè nó bự. Tâm nấu. Tâm chuẩn bị cho ta. Chưa. Kìa ông về vừa ra quay. Tâm ơi. Tâm về hả? Không, ông nó vừa ra đó. Kìa ông về ông về chuẩn bị. Tâm nấu được mắm ngon. Ừ con có con nói coi bà con có bắt. Rồi nó lội rồi. Trời ơi. Đốt lại đây nè. Trời trời trời. Tao mày dí cho nó lên bờ đi. Đi tuôn tuôn à hên, nó không có tính ngành. Anh ngồi chỗ nữa tự ấy. Bắt cá thì chỉ ngồi chỗ thôi, biết ngồi bắt cá không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bây giờ tới nhà không có cái quần. Có lóc nhiều không? Nãy giờ ăn cũng quá đụng nữa. Mà đụng lia lịa luôn á. Bắt không được. Nhiều lắm. Nhiều lắm mà đâu có tay về bắt nổi được. Thấy cá lóc đầy rỉ nữa không? Có ký hơn á. Vậy được. Thôi nãy em đi đâu có đem đồ đựng nào. Em đi đâu có đem cho đồ đựng nào. Không. Con nó nhỏ hả? Nhỏ.
bơi cho nó. Bán con cá bá luôn. Có ông Phong qua đây Phong ơi. Đi miếng rồi. Phong nãy giờ bắt chưa được con gì á. Ai bắt được nó ăn nha. Tâm ơi. Tâm ơi. Về như vậy mà. Tâm về chuẩn bị đồ nấu lô mắm đi, lát anh đưa tiền cho. Mua về nhà mấy bà mình khẩu. Bây giờ nó có ăn nữa. Có bà Minh Nguyệt. Ấy ấy. Nó chà bá luôn á. Con mệt mệt nhà. Đã mệt khổ. Nấu rồi biết lò anh Tâm. Nấu nấu mà biết lò anh. Lấy tiền mua đi. Bóp em để đâu ta? Cái tiền 500 đủ à? Rau rồi bún rồi. Nóng quá. Ăn cá không cũng ngon, cà chờ cà tím được à, khỏi thịt heo vậy. Có ba gọi ngon hơn hả? À? Đây nước nhiều quá không bắt nó đâu. Từ từ anh tám. Con niêu nó nhỏ à. Nó bắt dính rồi. Nó dính con cá nhỏ xíu. Cá đang hòa xong. Dạ. Ồ, bắt cá lóc đây ăn lên nó ngon ngon lắm. Ở đây nào Tâm ơi. Cái ao này ao tự nhiên quá con cô bác. Mà giờ nó mùa nắng cái nó cạn rồi. Này. Nhỏ. Nãy giờ cỡ đó nhiều lắm. Mình bắt đầu đuối rồi mà nó chưa đuối ha. Ê nó tên bà kia, nhỏ lắm. Chỗ này khó bắt nó này. Sâu quá. Sâu quá. Sâu quá. Yeah, anh chỉ còn có chỗ này để em dưỡng nó đó. Dạ. Yeah. Có nước rồi đỡ. Được một con cá bự nữa mới được.
kiếm cùng mình trong con cá bự nữa nè. Đây đó, nó nằm bên bãi kia. Không mệt đâu không. Nó bún lách quần rồi. Nhỏ à. Đây nè con ở một bên phải mình con thưởng nhiều. Thưởng con cá chê. Chín không ạ? Con cá lóc thưởng nhiều. Con cá lóc thưởng nhiều. Mày ơi, cá lóc đồng nè. Trời ơi, nó mập. Nghĩ ra nước này cá lóc nửa ký rưỡi á. Cái này mà xỏ vô nướng ngay trời ơi là mới hành nó trời ơi nhức nách. Bắt bắt nhiều con ta bắt con con với con căng mắt. Không mà tép nếp tép quần không không bắt được cái gì. Nãy giờ nó quất lòn háng mà nó chơi chiêu tép nếp không kẹp kẹp háng lại kìa nó bò kìa. Tao ngồi trên bờ cá dưới xong tam xong tam tam làm quá ta con nữa tam chưa chưa đụng bữa bữa. Trời ơi, nấm xin mày không mày? Ê! Mày vậy mày? Lê Sơn! Mày đâu? Đây! Đâu rồi? Nè, 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 bên đây nè. Nó chạy qua bên đây rồi, sau lưng mày á. Đây hả? Ừ. Trời ơi, nó đụng cái bụng. Ủa? Mẹ, nó không có kịp thấy không? Đấy nè, con ơi. Đâu? Nè, 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 nè. Có gì á? Nó mới cởi tay nó chạy ra. Cởi nó hả? Cho ta. Ê nó bài bài lên kia. Ê dầm trên đây nè. Nó dậy dụng đây bà. Ê. Mày cho tao cái đó nữa. Hả? Cho tao cái đó đi. Hả? Cho tao mượn cái đó đi. Nó vừa dính cái gì vậy? Ôi. Nó mới đụng tao đó. Hốt không? Không được. Vụ quần nghỉ, không thấy không hốt nữa rồi. Dọc dọc bên kia nữa nè. Không được. Trời. Hà lên không được. Trời mặt cái gan nó lắc luôn. Trời ơi, nó ập lắm.
Cá lóc này nó trắng không? Cho anh cầm thử. Ừ, nó mập đã. Khó bắt lắm. Đây mà để trong cái quần chạy tuốt. Tiếp đi, tiếp đi. Đủ chưa? Biết. Không lại động đấy không? Ghê ta. Lên luôn, lên luôn. Trời, nó lên luôn. Nhảy vô không? Ờ, con này bị giữ được không? Dạ. Con này bị giữ được. Ê, em thấy đi luôn rồi. Trời ơi, trời gì. Lên hết rồi. Dạ. Rồi các bạn mua nguyên bao cá luôn và con quá. Rồi đi lên. Anh muốn em đi lên luôn. Wow. Mình lại đây lưỡi rồi có cái nào nó lội luôn. Thùng còn ở cái ao còn không anh? Cái xô còn không? Ê còn con kìa. Còn con nhảy kìa. Sao sáng mới nổi luôn. Rồi, sao cá nổi luôn quá trời. Rồi ra đời những con cá luôn. Quá trời luôn mà không. Nó bự ghê.
lấy nó mới được. Hồi nó ok bà con bắt con đi. Mấy không? Thôi mốt có thời gian mình đi bắt một bữa nữa. Còn giờ mình mà mình bắt như đây thôi. Chiều về làm nấu mắm cả sớm cùng ăn. Thôi cảm ơn quý bà con cô bác rất là nhiều nha. Chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý bà con cô bác trong một video tiếp theo. Bye bye.